Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 xin chia sẻ cùng cô chú anh chị vườn của chú Quý ở gần dưới chợ Mỹ Khánh Phong Điền thành phố Cần Thơ cô chú anh chị nha. Dạ hôm nay thì chú có một lô phôi mai vàng, lô phôi tứ quý. Có một cây mai tàn nữa nha quý cô chú anh chị. Cây mai mai vàng tàn này thì chắc cũng khá lớn hết cô chú. Này chú chưa tháo dây hết quý cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Chúc quý cô chú anh chị xem bếp thật là vui và sưu tầm thêm được cho mình nhiều cây mai đẹp cũng như là nhiều phôi mai quá ha cô chú anh chị nha. Nó là 40 năm trở lên á. Dạ. Ở chỗ của chú thì cũng có một số cây sứ đế siêu quá luôn nha cô chú. Chú nói là cái này thì tầm khoảng là 30-40 năm á cô chú anh chị. Sứ. Quá trời cái bụi này luôn á cô chú anh chị. Vậy là có 3 cây chân quá. Sao 3? Tôi biết nè. Dạ em xin phép được vào clip giới thiệu mai hôm nay của chú Quý nha cô chú anh chị nha. Chưa. Dạ con xin chào chú Quý ơi. Ê, chào con. Dạ. Xin chào tất cả các anh em ở miền đất nước vừa qua ủng hộ kênh của Quý đó. Hôm nay Quý có về số phôi tứ quý và mai vàng các bạn. Đề nghị các bạn xem kênh và ủng hộ giùm. Trước khi vào clip Quý xin chúc tất cả các anh em ở miền đất nước thoát qua cái chống dịch này nghe bạn và hưởng một ngày vui vẻ cùng gia đình. Dạ. Thân ái kính chào. Dạ. Rồi này vô clip thứ nhất nha. Dạ, cây mã thứ nhất. Cây là mẫu mã cây đầu tiên là mã số 30. Tứ quý ha cô chú. Tứ quý nha các bạn. Dạ. Rồi. Thấy đó, quay chưa? Dạ đế. Đây đế đẹp luôn các bạn ơi. Đế đều luôn các bạn. Nó chưa mới về, chưa có làm bầu gì sạch sẽ hết trơn ơi. Dạ. Nó chưa đục đẽo hết trơn á. Rồi đó thân các bạn coi luôn. Cái này là 44 các bạn. Dạ, vị trí này 44. Cao lên tới ngọn cao nhất của nó là 65. Dạ. Ngang là 47. Rồi cái này quý báo giá các bạn là 6,5 triệu. Dạ 6,5 triệu phôi tứ quý nha cô chú anh chị mã số 30. Rồi cho xuống luôn. Cho vô tuốt trong luôn. Rồi mã số thứ 2. 31 đâu? Đây nè, 31 đây kìa. Phải không? Đây nè, kính lên đây nè. 31. À một cây quái nha các bạn. Mã số 31 nha cô chú anh chị. Này cây quái luôn nha bạn. Đa thân mà nó quái nha bạn. Nó để cho bạn coi luôn. Ê. Ê. Đây. Dạ số 31 nha cô chú. Phôi tứ quý. Cái số 31 phôi tứ quý các bạn. Này thì chi cành đều luôn nha cô chú anh chị. Cây quái đây. Đế hả cô chú ha. Đế nè. Cây này là mình về mình cắt lại mình chơi bonsai nha các bạn. Dạ có rễ đều luôn nha cô chú anh chị. Cây 31 nha các bạn. Dạ. Này đo tuốt cái dưới này cho bạn coi luôn nha. Cái này là 43 hoành. Dạ vị trí 43 nha cô chú. Đo cái thân bự của nó nha bạn. Cái này có 4 thân ha cô chú anh chị. Này phân bì nó là 32. Dạ. Rồi phân kế lên của nó luôn nè. Là 29. Dạ. 24. Dạ, rồi cái phân nhỏ nhất của nó là mười mấy nha các bạn ơi. Nhỏ nhất của nó là 15. Dạ. Rồi. Cái này là mình ghép bonsai là cắt, nếu mà mình chơi cắt lùng lên nữa các bạn. Để gì cho các bạn dễ chơi, muốn phun cao để phun cao các bạn mới bứng nha. Dạ, có chi cành luôn cô chú anh chị nha. Nè. Mã số 31. Rồi, cái này báo giá 5,5 triệu các bạn ơi. Dạ, 5,5 triệu. Để thử coi nè, coi nổi không? Dạ, rồi. Dạ, mã số 30 nha. 33. Một cây quái nữa mà số. Một cây quái nữa nghe các bạn. Cây này phong cao á cô chú phong anh cao. Chị. Tứ quý. Tứ quý luôn nha bạn.
Cây này đế cũng dữ lắm nha quý cô chú. Đế đặt kín bầu luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này cây quái nha bà. Rồi cho bạn coi luôn. Này đó thông số bạn coi. Đây cây này 39 hoành các bạn. Đó, rồi ngay đây là 39 nha, vị trí là 39. Cây này cao nhất của nó là khoảng thước 7 các bạn. Dạ. Chi cành thì dạ. Cây này là 49. Cái này mình có ghép là mau là tàn lắm nha cô chú. Nó cây quái các bạn. Nè. Rồi bên cây này quý báo giá các bạn là 7,5 triệu. Dạ, 7,5 triệu phôi tứ quý. Rồi chạy xuống luôn. Mã 32. À, đây là cây tứ quý nha các bạn, đa thân nhưng mà đẹp nha các bạn, chi tàn đầy đủ nha. À, anh em nào muốn cắt thì sao lùng cũng được nha. À, cây này đế cũng giữ nha cô chú. Đế giữ nha các bạn. Thấy đều bốn mặt luôn hả cô chú anh chị nha. Cây giỏi lắm. Nữa. Cây cành, chi cành đều luôn. Nói tao hút vô trần ông nội ơi. Cái này mình ghép là mau chơi luôn ha cô chú, mã số 33 nha quý cô chú anh chị. À, đế đẹp luôn các bạn. Dạ. Quay cho bạn coi luôn kỹ nha. Đó, mình nhìn đế ha. Đế đều luôn các bạn. Đế tới đó luôn nha cô chú. Rồi 45 hoành. Dạ, hoành 45. Cao nó 125. Hoành bầu 54. Rồi cái này báo giá bằng 8,5 triệu. Dạ. 8,5 triệu. Mã số 33 nha cô chú anh chị. Là mã số tứ quý cuối cùng các bạn. Nhắc đó là đưa đến đây. Số 34. 34 là cây mai cũng là cây tứ quý luôn các bạn. Dạ. Cây tứ quý cuối cùng. Cây này đế là khỏi chơi. Được rồi. Dạ, dáng là trực lắc luôn ha cô chú. Đế đẹp luôn các bạn. Trực lắc luôn, thân dặn các bạn. Cây này khá cây các bạn ơi. Dạ. Đế ha cô chú anh chị. Đó, đế đều luôn các bạn. Đế cục cục chi cành tứ diện luôn các bạn. Dạ. Cây thân lắc đẹp luôn. Rồi. Cây này là 27 hoành các bạn. Dạ, hoành được 27. Cao lên 101. Dạ, đường kính màu 45. Rồi cái này báo giá các bạn 4,5 triệu. Dạ, 4,500,000 bao xếp luôn nha cô chú. Bao xếp 4,500,000. À, đế nơm mà dán trực lắc luôn nhé cô chú. Dạ rồi. Tới cây mai vàng. Rồi, tới mai vàng các bạn ơi. 45. 35. Cái lộn 35. Cây 35 cây mai vàng. Chi tàn đầy đủ nha bạn. Đó. Lắc lượng luôn. Nó mới về chưa có trà rửa các bạn ơi. Dạ, đế nha cô chú. Đế đều, đế quái luôn các bạn. À, chi cành có luôn hả cô chú anh chị nha. Rồi, đó thông số bạn coi nha. Đây là 36. Dạ, 36. Hoành. Cao lên 137. Dạ. Bông này lá này bông đẹp. Cây là 43. Dạ. Cậu 43. Kính bầu 43. Rồi cái này có giá các bạn 3,5 triệu. Dạ. Đế đẹp có chị cành luôn nha cô chú anh chị. 3,500,000. Rồi, cho xuống đó luôn. Cành đầy đủ. Dạ rồi. 35, 36. Cái 36 đâu? Yếu dữ lắm rồi, không phải. Đâu rồi? Cây số 36. Nghe yếu đi. Cây 36 nha các bạn. À, cây này là cũng đẹp các bạn, cũng già cây dữ lắm rồi. Dạ. Cây này tàn phóng nha các bạn, hơi xiên mà chi tàn đầy đủ nha các bạn. À. Dạ. Đế cũng khá nha các bạn. À. Cho thông số bạn coi luôn. Dạ. Cây này là 26 hoành. Cao lên là 101. Dạ có chi cành luôn cô chú anh chị nha. Đường ngang 37.
Rồi cái này báo giá các bạn là 1,5 triệu. 36, 1,500,000. Phôi mai vàng nha quý cô chú anh chị. 37. Dạ. Cây 37 có cây tử nha bạn. Mã số 37. Ừ, cái này nhánh nó cũng nằm cặp bên nó dính luôn nha bạn. 37 có cây tử nè. Nó dính luôn nha bạn. Cứng ngắt luôn ở dưới này luôn nha bạn ơi. Dạ. Có cây tử luôn nè, thấy không? Cây tử luôn đó. Già cây hết cô chú. Già cây rồi. Đo thông số các bạn coi luôn. Đo trên này nha bạn. Dạ. Cái này là 24 hoành nha bạn. Dạ. Đó. 24 hoành. Cao lên 101. Liền ngang 43. Rồi cái này quý báo giá các bạn 1,8 triệu. Dạ, 1,800,000. Chốt. Một cây phong cao nha bạn. Số 28 nha cô chú anh chị. Đế nôm đẹp. Cái này sống khỏe, bao xếp toàn quốc. Số điện thoại quý là 0975123089 nha bạn. Dạ. Đó, dạ. Cái này là bao hàng các bạn luôn nha, sống khỏe nha. Tâm tược hết trơn luôn. Kéo mặt hết trơn các bạn. Ai muốn ghép chỗ này con bo cũng được nè các bạn. Kéo mặt ha. Ghép bo cho cái tử cũng được nha bạn. Đó, cái này là khá hay liền hết trơn các bạn ơi. Đó. Đế đẹp luôn các bạn. Dạ. Một bệ luôn. Dạ rồi. Đây, cộng bự bự ha. Đây đế nôm tự giờ cái đế nôm là phải 2 tấc nha các bạn. Dạ. Đó ở trên này thôi, đó ở trên này cho bạn coi thôi. Như mà cái cũ của nó. Cái này 28 nha bạn ơi. Dạ, 28. Đo cái cũ của nó nha bạn. Cái cũ dưới của nó nè. Cái nó là 51 nha bạn. Dạ. Này hết thước luôn bạn ơi. Cái thước 6. 1m6 các bạn. Dạ. Chiều cao 1m6 luôn nha cô chú. Thì ngang bầu là 46. Dạ. Rồi cái này báo giá các bạn 4 triệu. 4 triệu nha cô chú, mã số 38. 36. Dạ. 38. 38 các bạn. Đã 38 4 triệu. Số điện thoại quý là 0975123089 các bạn. Dạ. Rồi cho xuống luôn. Rồi mã 49 nha các bạn. 39 nha các bạn ơi. Dạ. Cây này nó lên quá trời bứt bỏ bớt nha bạn. Mưa. Nó lên cây này sống khỏe sống mạnh luôn nha bạn. Nó là bao hàng các bạn khỏi sợ. Nó lên quá lên này, bứt bỏ bớt. 39 nha bạn. Thì đế khá tàn nó quá rồi các bạn. Nở đế luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà cắt cái này ở dưới nó có gọng quay lót là cắt cây nào có dưới có gọng quay lót nghe bạn. Dạ. Nó tại mình không cắt ai mới về cắt thì nó gom tàn lại gom lại các bạn. Có cọng quay lót đó, khéo cây luôn á. Tại mình không cắt. Rồi đo thông số ở đây cho các bạn coi luôn. Rồi nghe đây nghe các bạn. Cái này là 29 nha các bạn. Dạ 29 các bạn. Cái cũ nó cũng bự lắm các bạn. Cái này lên cái mặt cắt của nó khoảng 1,5 thước. Bề ngang bầu của nó là 49. Dạ, rồi cái này quý báo giá các bạn là 3,2 triệu. 3,200,000, mã số 39. 3,2 triệu. Mã số 40. Một cây đế nôm các bạn. Đó, bao sống khỏi sợ luôn. Dạ. Khỏi sợ chết. Đó. Đế sợ rồi. Cao hết cô chú anh chị. Dạ. Đế nôm. Sổ nôm đều luôn nha cô chú anh chị nha. À, cho con xin thông số luôn nha chú. Nôm lên cỡ gần 25 nha các bạn. Dạ. Đây đo thông số bạn coi. Ở trên này là 23. Dạ. Hoành đế. Đo hoành đế hết tổng chu vi hoành đế của nó các bạn. Đế này giữ 102 nha các bạn. Dạ. Cây này là 77. Dạ, chiều cao 77 nha bạn. Cái này là mà dạ, đường kính bầu. Đường kính bầu là 42. Dạ. Rồi cái này bán báo giá các bạn 3 triệu. 3 triệu cây đế nôm nhé cô chú anh chị, nôm. Số 40. 40. Dạ rồi. Mã số 41. Rồi mã số 41 các bạn. Rồi được rồi, đúng rồi. Này cây này cũng sống khỏe luôn các bạn.
Dạ, mấy cái này mình về mình trồng liền được luôn hả chú? Được hết trơn luôn. Dạ. À. Sống lên hết trơn các bạn. Nè. Cái này là đế đẹp. Đế đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Đế đều luôn các bạn. Đó nè. Khỏi sợ. Dạ. Đó. Chia cành này chia cành đều luôn các bạn. Dạ. Đó. Dạ rồi. Sống. Đế đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Đo đo trên này các bạn. Đó, đo đo trên này nè. Nó cho các bạn coi luôn là 29 nha các bạn. Dạ. Nó đo. Này 29. Đó, trên này nó 29. Cao lên là 73. Dạ. Cái này là 45. Rồi cái này báo giá các bạn là 2.8 triệu. Dạ, 2.800.000 nha cô chú anh chị nha. 2.8 triệu. Thế nói không? 42. Thôi cây 42. Mã số 42 cây này. Cây này cây quái các bạn, giống như thú chứ không phải nha bạn. Mai vàng hay mai vàng các bạn. Đó, cây này giống như thú vậy nghe bạn. Nó như hơn đó. Cái giọng nó giống như thú thôi. Đó. Cây là đế cũng đẹp lắm các bạn. Dạ. Đó. Cái nếu đo ngay chỗ này nha bạn. Đo từ bên mép này nè. Đó. Đế đây này là 38 nha bạn. Dạ, 38. Đó, 38 đó. Cốt chánh bự của nó là 25. Dạ. Cốt nhỏ là 17. Dạ. Cao lên là 57. Bầu là 58. Rồi cái này báo giá các bạn là 3.500.000. Dạ. Nó lên lên xù hết trơn lên dạ không? À, lên kéo mặt sụ chứ mà. Dạ. Chuẩn bị lên sụ hết trơn nè heo. 3.500.000 bao xếp. 3.500.000 bao xếp toàn quốc. Mã số 42. Rồi cho xuống. Dạ mã số 43 nha. Mã số 43. Là bao xếp toàn quốc luôn các bạn. Này đang đâm tược nha. Bao sống khỏe luôn các bạn ơi. À, dán trực chi cành có luôn cô chú. Chi cành nó đang lên tược hết trơn các bạn ơi. Lên tược nè. 43. Đế nở nha cô chú. Đế nở luôn nha bạn. Để đo cái trên này cho thông số coi luôn nè. Trên này là 24 nghe bạn. Dạ, đo cũ nó nghe bạn. Nó đo cái cũ của nó nè. Nó, cũ của nó là 41. Dạ. Cao lên là 97. Dạ. Tiền ngang là 42. Rồi cái này báo giá các bạn 2.500.000. Dạ 2.500.000 mã số 43 nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cho xuống luôn. Bao xếp hết cho mình hết cô chú nha. Rồi bao xếp luôn, 44. À, cô chú anh chị ưng ý coi nào thì mình liên hệ số điện thoại của chú Quý nha quý cô chú. 44. Mã số 44 các bạn. Cây này ở trên này nó lên xù cái đa, nó có cái đầu nhưng mà nó lên xù cái chân các bạn. Nó thấy không? Xù cái chân các bạn. Ở dưới này mấy cái chỗ mà nách 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 cũng đang chuẩn bị lên xù cái chân các bạn. Nè, nó nu lên xù cái chân nè các bạn. Nè, nó lên thấy không? Nó chảy lên chân nha. Đó. Đó, nè dưới này cũng lên xù à. Rồi cái này để đo thông số các bạn coi luôn. Thông số này 23. Dạ, quanh 23. Đế cũng khá nghe các bạn. Cao lên 82. Từ ngang 42. Dạ. Rồi cái này quý báo giá các bạn là 1.800.000 thôi. Dạ, lên xù ở chân à. 1.800.000. 1.800. Mai vàng của chú anh chị nha. Rồi, cho xuống luôn. Đó. 45 nha quý cây 45. Cây mai mai tàn á ha. Đó, phong cao các bạn, điều chi luôn các bạn ơi. Đó. Điều chi các bạn. Dạ. Đó. Chi điều hết trơn luôn. Đó. Tàn chi đầy đủ các bạn. Đó. Đế cũng khá đế nha bạn. Dạ. Đế mới về chưa có làm sạch sẽ chứ. Dạ rồi. Rồi. Đo đây cho thông số bạn coi nha. À, cái này nè, tới đây nè. À, cái này là 38 hoành nha bạn. Dạ, 38 hoành. Cái này chi nó thoát thân là cả 50 là nó có chi nha bạn. Dạ.
Cái này là lên hết ngọn là một thước 7. Bề ngang là 53. Dạ, có chi à. Đều hết cô chú anh chị. Rồi cái này quý báo giá các bạn là 5 triệu rưỡi. Dạ, 5 triệu 500 ngàn. Rồi cho xuống luôn. Mã 45. 5 triệu rưỡi. Dạ. 46 một cây mai thân xù nghe bạn. Xù được chứ không có đẹp nghe bạn. Đó. Xù cây hết trơn ha, lên đây cũng xù luôn nghe bạn. Đó, thân xù. Đó. Dạ, đế ha cô chú anh chị. Đế cũng được các bạn. Đó, dạ. Cây này nè. Lên xù hết trơn ha, đó thấy không? Bung xù hết trơn nữa nghe. Đó, thân số các bạn coi luôn. Cái này là 30. Dạ, 30. Nâu nặng cái cao lên 105. Bề ngang là 45. Đó. Đó, cái này quý báo giá rẻ cho bạn coi. Đó, cái này báo giá 2 triệu cho bạn đi. Dạ, 2 triệu mã số 2 triệu. 40 46. Lên xù hết trơn. Nó nuôi vài năm nữa khỏe. Dạ. 47. Mã số 47. Mai vàng luôn cô chú. Ừ, mai vàng luôn nha các bạn. Đế cũng khá đế nha. Dán trực nha quý cô chú anh chị. Cái này bao khỏi sợ các bạn, khỏi sợ dạ. Chết. Đó. Này cắt ở đây nó ló đế hết trơn rồi. Dạ. Ló đế ở đây người ta không có thời gian làm. À, quay thông số các bạn coi luôn nè nha. Cái này là 44 hoành. Dạ, hoành được 44. Rồi đâm tượng mạnh hết hả cô chú anh chị nha. 113. Dạ. 51. Rồi cái này quý báo giá các bạn là 4 triệu 8. Dạ, 4 triệu 800 ngàn phôi mai vàng mã số 47. 47. Rồi. Dạ rồi. Cho xuống luôn. Nhắc cái dưới tôi bỏ xuống đây đi. 8 rồi bạn ơi. Đó, thân này đế nôm các bạn. Đó. 48. Đế đơm khỏe các bạn ơi. Bao xếp luôn. Nè, cái này nó sống khỏe, khỏi sợ. Mấy cái chi cành này mình cũng vừa ghép luôn nha cô chú. Vừa ghép hết trơn mà về cắt lọc lại các bạn. À. Tại vì mình không có lọc. Đế nôm luôn nha. Đế nôm lên 2 tấc nha bạn. Dạ. 2 tấc. Đế nè, đẹp nè, thấy không? Rồi, cây này cũng già cây lắm nha các bạn. Đo thông số ở đây bạn 25 nha các bạn. Dạ, 25. Cao lên là tới mặt cắt nó là cao tới mặt cắt đó là 36 mà lên tới mấy cái chi cái nó là khoảng 45 các bạn. Dạ. Này đo ngang đây cơ. Bầu 36. Dạ. Ơi, cây này quý báo giá các bạn là 2 triệu 2. 48 là 2 triệu 2 nha cô chú anh chị. 2 triệu 2, 48. Ủa 2 triệu 8 chứ hả? Rồi mã số 49. À phôi mai vàng nha cô chú anh chị nha. Mã 49 các bạn. Rồi. Mã số 49 là cũng là đế quái các bạn. À, đem quái luôn về mình trồng bích mấy này lại là nó khỏe nha bạn. Đế cũng khá đế các bạn ơi. À, chi cành này thì mình chi về cành mình ghép liền được. Ghép liền hết được trơn được luôn. Rồi. Thông số các bạn là 21 các bạn. Dạ 21 à. Cao lên tới mặt cắt của nó là 49. Ngang bầu nó 44. Rồi cái này báo giá các bạn 2 triệu 2. Dạ 2 triệu 200 ngàn. 2 triệu 200 ngàn 49. Dạ. Rồi. 50. 50. À, 50 đế cũng khá luôn các bạn. Thân lắc đẹp. Đế khá luôn. À, 50. Đế cũng khá luôn các bạn. Đó. Củ đế này cũng giữ nha bạn ơi. Dạ. Để nó mình trồng lên, mình cắt trồng lên các bạn. Đi. 50.
Dạ, mã số 50. Đây, đó thông số bạn coi. Đây là 25. Dạ, 25. Cao lên, từ đất cao lên nó là 61 các bạn. Dạ. Ngang 42. Rồi cái này báo giá các bạn 2,4 triệu. Dạ, 2.400.000. Mã 50. Số 50. 2,4 triệu. Dạ. Cái cây này 51 nha cô chú. Cây này đâm trượt dữ luôn rồi. Cây này đâm trượt khỏe luôn các bạn. Nó đế cũng khá đế nha bạn. Đó. Cây khá đế nha bạn. Đây rồi, bạn coi luôn con số luôn. Cây này là 26 hoành. Dạ, 26 hoành. Cao lên là 35. Ngang bầu là 35 luôn. Dạ. Rồi cây này báo giá các bạn 2 triệu. 2 triệu nha cô chú anh chị. Cho xuống luôn. Mã số 51. Mã số 52. Ừ. 52 một phôi. Nó vàng thần thống. Rất là đẹp hết cô chú anh chị. Đo thông số bạn coi luôn. Cái này là 20 hoành. Dạ. Cao tới tầng phóng của nó là... Tới tầng phóng của nó là 51. 34. Rồi cái này quý báo giá các bạn 1 triệu các bạn. Dạ 1 triệu mã số 52. 52 1 triệu. Dạ thân lắc thì nó không có duyên hết cô chú anh chị. Rồi 53. Rồi một cây đế nôm các bạn. Đế đẹp 53. Luôn. Đế một cục luôn các bạn ơi. À. Hai cây dính nhau mà nó dính rồi các bạn. Dạ. Đó này có này hai cây cho bạn coi nha. Dạ. Cái này là 33. Dạ 33. Ừ, đó từ cây. Cái này 18. Dạ. Đó cây này. Cái này là cũng 18 luôn. Dạ. Cây lùng nhất nó từ mặt cắt lên là 25. Từ mặt đất lên cái cây này là 52 các bạn. Đó, cây này quý báo giá các bạn là 1,8 triệu. Đế nôm đẹp luôn. 1,800.000 cô chú. 1,800.000. Rồi, cây xuống luôn. 14. 54. Đó. Trăng 55. Cây 54. Trực luôn nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng quái luôn nha bạn. Dạ. Đế là trải đều luôn nha. Trải đều luôn hết trơn các bạn. Nhấn trực. Đẹp luôn. Cây này là 28 hoành các bạn. Dạ, và được 28. Cao lên là 55. Dạ. Thì ngang bầu 44. Rồi cây này quý báo giá các bạn là 2,7 triệu. Dạ, 2,700.000. Mã 54, 2,7 triệu. Dạ. À, mã cuối cùng nữa. Đi sau lưng anh kìa. 55 cây, đó. Cây 55 là cây bông trang. Dạ. Rồi, mã số 55 là cây bông trang, bông cây lá chung nha các bạn. Dạ. Cây lá chung đỏ. Dạ, cây trang, lá chung đỏ nha các bạn. Trang đỏ lá chung hết cô chú. Cây mà bông đỏ lá chung. Dạ. Đế này các bạn ơi. À. Đỏ lá chung nha các bạn. Tam tài ba thân. Dạ. À. Đế nha cô chú anh chị nha. Đế là khá đế rồi. Phong trang lá chung nha các bạn. Đấy đó cái cũ cái thân nó này là 22. Dạ. À, cái thân của nó các bạn. Thân của nó khoảng mười mấy à. 11 nha các bạn. Dạ. Nó thân 11. 22 cao lên nó khoảng chừng một thước. Cao lên cả thước tư nha các bạn. Dạ. Tàn. Ngang 37. Lá chung nha. Trá lá chung bông đỏ nha các bạn. Dạ. Bông đỏ nha. Đó. Rồi cái này quý báo giá các bạn 2 triệu. Dạ, 2 triệu. Số 55. 55. Bông trang. Đông chưa? Rồi. Đó. Dạ mã số 56 nha cô chú anh chị. Cao lên khoảng 4 mét mấy nha các bạn. Dạ một cái mấy. Nữa mình coi lại cái là còn 3 mét mấy vừa bạn ơi. Ha, mai tàn các bạn. Đó. Dạ. Cái
cây tầm trung hả cô chú anh chị? Tàn. Dạ. Tàn này cắt lại cũng đẹp lắm các bạn ơi, ăn tàn xè đẹp lắm, chưa có lặt lá được nữa các bạn, mới bứng về. Dạ. Đế khá đế các bạn. Thoát thân các bạn, cây này thoát thân lên là 7 tấc rưỡi các bạn. Dạ. 7 tấc rưỡi. À, đế đo hoành đế nè, đo hoành thân nó nè các bạn. Đế là chảy đều luôn cô chú. Đều luôn. Thân là 42. Dạ. Đó. Một cốt cao lên, cái cây này cao lên mình theo mình ước tính đó là nó khoảng 3 gần 4 mét các bạn. Dạ, em đi vòng đế cô chú chị xem đế mình đây nha. Cái này có 3m7m8 cắt rồi còn có 4m nha bạn. Đế đều luôn. À, bên nào cũng có rễ hết nha cô chú. Đế đều nha các bạn. Rồi cây này quý báo giá các bạn là 16 triệu nha bạn. Dạ, mai vàng. Bao xếp toàn quốc luôn. 16 triệu mai vàng. Mai là bông bự bao hàng các bạn từ 10 12 cánh đến 9 cánh nha bạn. Cây bông bự nha. Dạ. Này có mặt bông rồi. Bao hàng luôn, có bạn khỏi ghép, cái này đẹp cực kỳ. Dạ. Tạc này các bạn. Dạ rồi. Hả? Dạ. Thôi, trước khi cuối clip quý xin chào tất cả anh em mọi miền đất nước. Dạ, chúc anh em một ngày là vui vẻ, dạ, gia đình nhiều hạnh phúc và dạ, mua mai bán đắt nha bạn. Dạ. Thân ái kính chào. Dạ, con cảm ơn chú đã chia sẻ, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha.